Thưa quý vị, An toàn khu Định Hóa là nơi khởi nguồn của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Vào ngày 6 tháng 12 năm 1953, tại đồi Tỉn Keo, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa ra quyết sách quan trọng, quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ vào năm 1954. Trong quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, đặc điểm di tích đồi Tỉn Keo ở xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên là một trong những di tích quan trọng nhất gắn liền với chiến dịch Điện Biên Phủ. Đến những cái ngày tháng 4 tháng 5 lịch sử này cũng là rất chú trọng về là vệ sinh di tích, bảo vệ, giữ gìn nguyên gốc của di tích, giữ gìn cảnh quan môi trường để làm sao mà thu hút được khách đến tham quan một đông và giáo dục cái truyền thống lịch sử cách mạng. Từ chủ trương của hội nghị, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương quyết định mở chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Vào cuối năm 1953, tại cánh đồng Bản Soi, xã Đồng Thịnh, huyện Định Hóa, dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quân ta đã giành được thắng lợi vang dội, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Dân đang trồng lúa sắp được gặt đấy, nhưng mà theo yêu cầu của cái nhiệm vụ mà để tạo điều kiện cho một cái sa bàn với lại một cái diễn tập thực binh ấy, thì là nhân dân là cắt lúa từng lối để cho đường cho bộ đội để tiến công ấy. Trải qua 70 năm tại quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, những tư liệu lịch sử quý giá luôn được lưu giữ và mãi là địa chỉ đỏ để các thế hệ hôm nay và mai sau luôn khắc ghi tự hào và để tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam ta.